Khi khoảng thời gian của kỳ chuyển nhượng mùa hè dần kết thúc, rất nhiều người đã tin rằng đây là kỳ chuyển nhượng kinh điển nhất từng xảy ra. Sự rời đi của những cái tên tưởng chừng như là bất khả, sự trở về của những huyền thoại một thời và những ngôi sao mới mang giá trị trăm triệu. Đó là cách mà mùa giải này trở nên đầy háo hức đến lạ thường. Và những gì mà nó diễn ra vẫn thật đầy lý thú và bất ngờ. Nơi sự cạnh tranh vốn đã được báo trước đang thành hình nhưng không phải tất cả. Nơi cuộc đấu tranh về kinh tế vẫn đang gay gắt và mang nặng ảnh hưởng đến thành tích đội bóng từng được cho là giàu có nhất. Nơi mọi thứ có vẻ khó khăn hơn những gì chúng ta tưởng tượng ban đầu, nhưng khi thăng hoa thì vẫn cực kỳ mãnh liệt. Và cả dấu hiệu của một đội bóng đang dần trở lại sau thời gian phải thích ứng với sự mất mát bất ngờ. Nhưng dù những điều ấy có trôi qua được hơn 2 tháng, thì 24 tháng 10 của năm nay vẫn là một ngày quá đỗi đặc biệt để cảm nhận. Hồi 2015, khi El Clasico không hẹn mà gặp Derby nước Anh trong cùng một ngày chủ nhật của tháng 3 đã tạo ra một cuộc cạnh tranh khủng khiếp giữa lượt xem và độ phủ sóng. Kết quả, kể cả khi đó El Clasico có ở thời kỳ hoàng kim, vẫn chịu lép vế khi chỉ duy trì ở mức 400 đến 500 triệu người xem. Trong khi Suarez, Gerrard, Van Persie và Rooney đưa Derby của nước Anh trở thành trận đấu được quan tâm nhất năm. Đó không chỉ là ngày mà những người hâm mộ bóng đá ngồi trước TV buộc phải chọn cho mình một trong hai phe, mà có thể là 4 đến 5 phe cổ động. Và dù siêu kinh điển ngày đó có thể được gọi là khủng khiếp về độ nóng, thì nó vẫn không vượt qua được độ phủ của ân oán hằn sâu trong trận Derby Anh Quốc. Nhưng nếu hỏi ý kiến của 10 người xem bất kỳ khi ấy, nhiều khả năng cả 10 sẽ trả lời rằng tầm vóc của El Clasico lúc bấy giờ vượt trội hơn nhiều so với việc Man United và Liverpool gặp nhau. Hơn 6 năm sau, điều ấy lại diễn ra, nhưng El Clasico của năm nay thật lạ. Người ta thống kê rằng chẳng có trận cầu siêu kinh điển nào diễn ra từ năm 2004 mà thiếu đi cả Messi và Ramos cả. Nhưng điều ấy sẽ hoàn toàn thay đổi vào năm nay, bởi tất cả đều biết, hai người đội trưởng huyền thoại giờ vẫn có thể trò chuyện hàng ngày với nhau trên một sân tập nào đó tại thành phố Paris. Điều bất ngờ là nó chẳng được báo trước sẽ diễn ra, cách mà Ramos đi là hoàn toàn có thể tính sẵn. Nhưng việc Messi khóc nức nở trong buổi họp báo chia tay Barca là điều chẳng ai ngờ. Có cảm giác một Barca khi ấy đang tràn trề hy vọng bỗng dưng mất đi người thủ lĩnh và để lại họ là một đứa trẻ bơ vơ được bảo phải tập lớn đi trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất nhiều năm trở lại. Khi Griezmann cũng đi nốt vào những giờ phút cuối cùng, rất nhiều người hỏi Barca còn lại gì để nghĩ về một cuộc chiến trường kỳ trong mùa này. Khi ấy những Nico, Gavi đâu có tồn tại nhiều trong tâm trí của các culé. Barca cũng lạc lõng vô biên trở thành câu lạc bộ đáng buồn hơn cả Arsenal về thành tích. Bởi từ cách họ chơi cho tới con người được đặt trên sân cỏ, nó trở nên thành một thứ phản Barca cực kỳ. Tất nhiên nhìn vào điều ấy, người ta dễ dàng nói đến sự vắng mặt của Messi đã khiến Barca lao đao như vậy. Có điều, nguyên nhân chính của họ vẫn nằm ở quá khứ lầm lỗi và câu lạc bộ xứ Catalan chỉ như đang trả giá cho những sai lầm kinh tế ấy. Còn Real Madrid thì sao? Kênh trắng chấp nhận chia tay bộ đôi trung vệ kỳ cựu của mình. Điều can đảm nhất mà không đội bóng hàng top nào dám làm cả. Nhưng Real Madrid đã gật đầu để cả hai ra đi. Họ nằm ngoài mọi thị phi của thị trường cho tới khoảng thời gian cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, bởi họ biết rằng mình vẫn ổn. Mà đúng là mọi thứ suôn sẻ với Real thật. Họ sắm được ngay một sao trẻ khi muốn là Camavinga. Họ hoàn tất một phần của việc sửa chữa sân vận động khi La Liga xúc tiến việc cho khán giả quay trở lại sân bóng. Họ chọn một lựa chọn quá an toàn ở chiếc ghế huấn luyện viên để ít ra các Madridista tin rằng nó sẽ không đi chệch hướng. Và hơn cả, họ sống lại bởi những ngôi sao trên hàng công, từ già tới trẻ vẫn thăng hoa mạnh mẽ. Hai hướng đi của câu lạc bộ lớn nhất La Liga đều cho thấy sự ảnh hưởng nặng nề của hai chữ kinh tế lên đội bóng. Và cũng phải thôi, khi bạn không được nắm bởi một ông chủ đại gia, mọi thứ sẽ phải cắt giảm và trở nên cẩn thận trong chi tiêu. Nhưng khi những biểu tượng rời đi, El Clasico trở nên ít thu hút là thật. Mourinho từng nói rằng khi Real Madrid đá với Barcelona, cả thế giới dừng lại. Đây là trận đấu mà bất kỳ cầu thủ nào cũng đều muốn ra sân. Trên tâm thế đó, tầm vóc của trận đấu rõ ràng đã vượt xa một trận đấu thông thường ở giải vô địch này. Từ Neymar, Messi, Ramos cho đến Ronaldo, những cái tên cá tính và thu hút nhất trên sân cỏ La Liga ngày ấy đều dần ra đi. Hài hước là họ còn suýt về chung một tập thể. Và tính theo những con số thống kê thì nó đúng là giảm thật. 24% lượt tìm kiếm giảm sút trong năm nay đã chứng minh rằng những ngôi sao có tính ảnh hưởng lớn thế nào trong một trận cầu kinh điển. Nhưng cũng vì thế mà El Clasico mùa giải 2021-2022 có một giá trị riêng. Từ Marca chọn gọi nó là thế hệ mới và mô tả bằng cách nó trở lại trong năm nay thật may mắn. Đó là bởi chúng ta không phải thấy khoảnh khắc lụi tàn của những biểu tượng, mà tính kế thừa hai câu lạc bộ này cao lắm.
họ đặt những cái tên mới lên bản cân. Fati và Vinicius được gọi tên là đầu tàu để nhìn về. Không chỉ là thế hệ mới mà còn là tiêu biểu cho cách làm bóng đá của hai đội bóng cả năm qua. Khi El Clasico đột ngột sang một chương mới, nó không chọn kết thúc quá bi lụy cho một lịch sử huy hoàng. Bóng đá vốn đã trải qua một cơn bạo bệnh đủ để lấy lý do cho mọi thứ trở nên hợp lý. Và La Liga muốn sống lại cũng sẽ phụ thuộc vào tương lai của chính hai biểu tượng câu lạc bộ lớn nhất đất nước này. Vì lẽ đó, truyền thông Tây Ban Nha đã chọn cách nói về tương lai nhiều hơn. Những Gavi, Camavinga, Fati, Vinicius hay Rodrigo tới đây chỉ là manh nha, bởi những người trẻ khác sẽ tiếp tục về. La Liga chắc chắn tiếc nuối khi để mất Messi vào mùa hè này, nhưng đó cũng là một lựa chọn của họ, chứ không phải của riêng mỗi một người như vị chủ tịch Tebas. Và khi chọn xây dựng lại một thương hiệu đình đám, những nhà kinh doanh vẫn có cầu hãy chọn cách khiến khách hàng ít nhớ nhất về những thói quen cũ. Họ cần làm mới mình, cần người hâm mộ xuất hiện ở Bernabeu hay Camp Nou mà không phải với Messi hay Ramos nữa. Tái hiện lại một đỉnh cao El Clasico của chục năm trước là điều không tưởng, nhưng những khán giả bắt đầu thưởng thức trận đấu này ở năm nay, hãy coi bạn là những người đầu tiên học lại cảm giác của một điều gì đó hứa hẹn sẽ được tái xây dựng. Nhưng nếu ví El Clasico như một món quà có tính trừu tượng, thì derby nước Anh đầu tiên của năm nay là thứ để cảm nhận rõ ràng. Man United chưa gặp bất cứ đội bóng nào có đẳng cấp hơn Leicester mùa giải này cả. Liverpool là đối thủ lớn đầu tiên của họ. Kịch bản về một Man United cứ ngụp lặn giữa thăng hoa và ngớ ngẩn thì đã vẽ sẵn rồi, đến mức chân ghế của Ole cũng không còn trụ vững như cũ. Nhưng càng tuyệt vời hơn cả là một Liverpool đang hết sẩy thăng hoa, nơi Klopp là trái tim của Salah là đôi chân bứt tốc. Drama ấy khiến cuộc đối đầu này trở nên khó lường lắm, là bởi Man United vốn đá cửa dưới không ngán ai. Nhưng thử hỏi mà xem, Ronaldo sẽ cảm thấy thế nào mới là điều thú vị? Việc quỷ đỏ chưa trải qua một trận đấu lớn nào khiến cảm giác như trận cầu này đã được cất giấu để trưng bày vào ngày đặc biệt này, nơi người ta sẽ có thể lục lại quá khứ để coi Ronaldo của thập niên 2000 từng làm gì trước The Kop, hay chính Salah của hiện tại sẽ hành hạ hàng phòng ngự đang gặp bệnh của Man United ra sao. Khi Ronaldo quay trở lại ngoại hạng Anh, chúng ta cũng cảm nhận rằng sức hút của anh giờ đã theo một hướng khác. Những người tất nhiên cũng kỳ vọng CR7 có thể làm nên những điều đặc biệt, nhưng họ hiểu rằng những khó khăn của anh càng ngày càng rõ hình. Bởi thế, Man United cần học cách che lấp những khiếm khuyết trước khi mơ xa, kể cả họ có thêm người từng đạt 5 quả bóng vàng ấy trong túi của mình. Và cũng bởi Ronaldo rời đi, Chiellini đến giờ vẫn còn trách nhẹ đồng đội cũ khiến đội bóng không thể chuẩn bị đủ tốt. Nhưng anh cũng chỉ nói thế khi Juventus đã bắt đầu bắt nhịp trở lại. Giờ đây, chẳng có lý do gì để bao biện cho một thất bại trước Inter nữa, trừ họ kém hơn. Serie A năm nay thế cục khác rồi. Nhìn những gì đang diễn ra, rõ ràng độ cạnh tranh của mùa giải này sẽ chẳng khác Premier League là mấy. Bóng đá Ý hấp dẫn hơn bởi sự kém thăng tiến của Juventus và cách mà những câu lạc bộ khác tự tạo nên cơ hội của riêng họ trong thời gian đó. Còn Le Clasico thì sao? Có lẽ phần lớn thế giới sẽ được chứng kiến về độ máu lửa của nó nhiều hơn và hiểu rằng thứ nằm trong lòng Ligue 1 vốn cũng thú vị chẳng kém. Họ vẫn đang chờ Messi đấy thôi. Còn gì vui hơn là xem các ngôi sao của Paris Saint-Germain phối hợp ở thời điểm hiện tại. Món quà của bóng đá là gì? Năm nay nó đến vào ngày 24 tháng 10. Đó không chỉ là những màn trình diễn thượng hạng, đó không chỉ là những khoảnh khắc xuất thần, mà đó còn là sự kết hợp của cả quá trình. Có thể tính từ những chuyến chuyển nhà bất ngờ giữa hè, đưa bạn đến những kịch bản hấp dẫn nhất trong suy nghĩ, khiến bạn đầy háo hức khi chờ đợi cách nó sẽ diễn ra. Đó là cảm giác của sự phấn khích, với một chút cảm hứng của người khám phá khi ta trở thành người chứng kiến sự giao nhau mạnh mẽ của những sự kiện bóng đá lịch sử.